Xin chào các bạn. Chúng ta lại tiếp tục loạt bài hướng dẫn xây dựng website tin tức sử dụng mã nguồn mở Joomla phiên bản 2.5. Nội dung của bài học ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách trình bày hiển thị những cái tin tức nổi bật cho cái website tin tức của chúng ta. Thì trước khi đi vào xây dựng hiển thị những tin nổi bật thì chúng ta cần phải biết những tin nổi bật của chúng ta nó nằm ở đâu và hiển thị như thế nào, đúng không ạ? Thì đây chính là cái phần hiển thị những cái tin nổi bật đấy. Đấy, tôi thấy bao gồm một cái tin chính, đó, cái tin lớn là phía bên trái, và một số những cái tin phụ phía bên phải, đúng không ạ? Đấy, tôi thấy khi mà chúng ta dê chuột vào cái tin phụ nào thì sẽ thấy xuất hiện ở cái ảnh mô tả cùng với các đoạn intro text, đoạn giới thiệu ngắn, đúng không ạ? Đấy, khá là bắt mắt. Thì cái cách xây dựng cái kiểu hiển thị những cái tin nổi bật này, chúng ta có thể thấy nó được sử dụng rất là phổ biến ở trên những cái website tin tức ở trên mạng bây giờ, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là nhiều các trang tin tức lớn sử dụng cái kiểu hiển thị tin nổi bật theo cái kiểu như thế này, đúng không ạ? Rồi, thì để có thể trình bày tin tức của chúng ta hiển thị theo cái kiểu nổi bật như thế này thì chúng ta cần phải sử dụng tới một cái module ở trong Joomla, đó chính là cái module GNU Feature. Thì đây chính là module GNU Feature. Chúng ta chỉ việc cài đặt vào, sau đó là chúng ta sẽ cấu hình để cho nó hiển thị làm sao giống như đối với cái bản demo này, đúng không ạ? Chúng ta cài đặt bình thường thôi, như những cái thành phần mở rộng khác, đúng không ạ? Mode GNU Feature. Rồi, sau đó chúng ta vào phần quản lý module. Thì sau khi cài đặt xong thì chúng ta thấy module GNU Feature chúng ta, đúng không ạ? Hiện tại nó đang tắt, status đang tắt. Chúng ta sẽ tiến hành cấu hình cho nó thôi, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta đặt cho nó một cái tên, chẳng hạn như là gì, tin nổi bật đi, đúng không ạ? Có show title hay không? Chúng ta không show. Vị trí thì nó sẽ nằm ở cái vị trí là gì, content top, đúng không ạ? Chúng ta public nó lên. Phần menu assignment thì chúng ta chỉ hiển thị nó ở những cái trang nào mà chúng ta muốn thôi. Ví dụ tôi chỉ muốn hiển thị ở trang home thôi, đúng không ạ? Chúng ta lựa chọn là only, đúng không ạ? Rồi. Tiếp tục thì chúng ta sẽ qua cái phần cấu hình quan trọng nhất, phần basic option, đúng không ạ? Đầu tiên sẽ là cái phần lựa chọn carry thì chúng ta sẽ lấy tin tức nổi bật của chúng ta của tất cả các carry, đúng không ạ? Đấy, chúng ta sử dụng là all carry. Phần display feature article có nghĩa là có hiển thị những cái tin tin nổi bật hay không ấy, feature ấy, thì chúng ta lựa chọn là chỉ hiển thị, đúng không ạ? Chỉ hiển thị những cái tin nào là feature thôi, đúng không ạ? Rồi sắp xếp thì chúng ta sẽ sắp xếp theo ngày đi, đúng không ạ? DSC hoặc AC thì chúng ta lựa chọn DSC đi, những bài viết mới ấy, sắp xếp từ bài viết mới. Tiếp theo phần thêm selection, lựa chọn thêm. Thì ở đây chúng ta đang sử dụng cái giao diện là gì? Gia 3. Cho nên là chúng ta cũng lựa chọn cái phần thêm cho nó là Gia 3. Tiếp đến là thông số là hiển thị số bài viết. Chúng ta xem qua phần demo nó hiển thị bao nhiêu bài. Tính cả cái team bên trái của chúng ta nữa là 1, 2, 3, 4, 8 bài, đúng không ạ? Đây, chúng ta hiển thị 8 bài. Số tin đặc biệt ở đây thì chúng ta thấy chỉ có một cái tin bên trái, chúng ta là feature thôi, đúng không ạ? Chúng ta lựa chọn là một. Rồi số ký tự ở đây chúng ta thấy là số ký tự cái tin feature của chúng ta đấy. Số ký tự thì chúng ta cho khoảng là tầm 280 ký tự đi, đúng không ạ? Rồi số ký tự của những cái tin tin phụ đấy thì chúng ta để là 50 mặc định đi. Rồi tiếp theo là show read more, chúng ta có show, đúng không ạ? Chúng ta có bật cái tooltip hay không, chúng ta tạm hai phần này. Tooltip là gì? Thì tooltip chính là những cái mô tả ngắn cho các cái bài viết của chúng ta khi mà chúng ta dê chuột tới cái bài viết đó, thì lát nữa tôi sẽ bật cái tooltip để các bạn thấy, đúng không ạ? Tạm thời tôi hai cái tooltip đi. Rồi các cái này chúng ta bỏ qua. Show image feature có hiển thị cái ảnh hay không đấy thì chúng ta đặt là show, đúng không ạ? Rồi những đây chúng ta sẽ có tiếp là ảnh, khi mà chúng ta hiện ảnh thì độ rộng của ảnh và chiều cao của ảnh là bao nhiêu thì chúng ta sẽ
đo kích thước của nó thôi, đúng không ạ? Thì nó sẽ rơi vào khoảng là 266 và 230. Chúng ta tượng trưng đi, đúng không ạ? 266. Chúng ta lấy, nếu nó chưa đúng thì chúng ta sẽ lấy lại, đúng không ạ? Chúng ta cứ tạm thời lấy một con số cụ thể nào đó. Rồi, có hiển thị ảnh của những cái tin phụ hay không đấy, là những cái tin này. Có nghĩa khi mà chúng ta dê chuột vào thì nó có hiển thị ảnh thì chúng ta cũng show. Rồi thì chúng ta cũng đo luôn độ rộng và cái chiều cao của cái ảnh tin phụ. Nó sẽ rơi vào khoảng là 90 60. 90 60 đúng không ạ? Vị trí của ảnh thì ở đây chúng ta thấy là bên trái đúng không ạ? Chúng ta sẽ để là left. Còn nếu chúng ta muốn right thì nên right. Còn nếu như là none thì nó sẽ là ảnh phía trên, nội dung phía dưới đúng không ạ? Rồi thì tạm thời chúng ta xếp lại. Sau đó chúng ta refresh lại trang size xem thế nào. Đấy các bạn thấy cũng tương đối rồi đúng không ạ? Đấy. Bây giờ thì tôi sẽ cho các bạn xem tooltip đúng không ạ? Như tôi đã hứa các bạn, phần enable tooltip tôi cho show. Tôi save lại. Tôi refresh. Các bạn thấy khi mà tôi đưa chuột đúng không ạ? Tôi đưa chuột tới các cái tin phụ đấy, đấy thì nó sẽ hiển thị tooltip, các bạn thấy không ạ? Đấy, tooltip nó chỉ là một cái khung có chứa cái ảnh mô tả cũng như là cái nội dung mô tả cho cái tin đó thôi, các bạn, thì gọi là cái tooltip. Đấy, tooltip. Thì nếu các bạn muốn sử dụng tooltip thì các bạn show lên, còn nếu không các bạn có thể tắt đi. Thì ở đây chúng ta thấy là cái tooltip của chúng ta nó trùng với cái tin phụ, các bạn thấy nội dung nó hoàn toàn trùng nhau. Thì chúng ta có thể là gì? Chúng ta tắt cái tooltip đi. Thì trong một số các trường hợp khác, là một số cái module khác thì tooltip nó sẽ mang lại những cái lợi thế nhất định. Thì tùy từng những module, tùy từng trường hợp cụ thể chúng ta có thể là bật hoặc tắt tooltip đi, đúng không ạ? Rồi, chúng ta có thể xếp lâu lại. Refresh. Được không ạ? Rồi, thì nội dung của bài học ngày hôm nay chúng ta tạm thời kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học tiếp theo. Chúc các bạn học tập tốt.